cặp đôi cực kỳ đặc biệt với sự kết hợp của các ông bố và những đứa trẻ của họ đã sẵn sàng lên đường trong kỳ và bố rồi đây là bố khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới trong 2 ngày 1 đêm, đua tài chinh phục với những nhiệm vụ cam go, ngộ nghĩnh và hài hước, hướng đến vị trí cặp đôi cha con hợp sức vô địch năm, vận động, tương tác, hiểu ý và trải nghiệm. Cơ hội để những ông bố và con của mình gần gũi và thấu hiểu nhau hơn, giúp những đứa trẻ có thêm những bài học về cuộc sống. Khuyết điểm là anh nhìn màu không có chính xác, cháu giúp anh pha màu, cháu giúp anh chọn màu, còn anh á thì nghĩ cái phương cách nào mình làm cho nó giống nhất thôi. Trời ơi, rồi là xuống rồi tới sống mũi, rồi là tới sống mũi, nó không được đẹp nhưng mà thôi kệ, cố gắng mình cho nó rồi một nét này thôi, xấu quá mời về bà xóa bà làm lại cho nó, cái cọ này nó to quá. Từ đầu mày không chọn cái hình dễ dàng, lỡ chọn rồi giờ phải đổi. Không sao, dễ mà. Má méo tờ đô kỳ à, lúc đầu mới vào thì mình cũng lóng cống lắm em, những tơ lộn với con mắt của con à, màu đỏ cái này nét to này dễ cho nó dễ nè. Ba bị mất cái hướng này, hướng xử lý này, hướng xử lý này, tức là ba cân đối, nó không có cân đối này, hoặc cứ dài đi từ từ xuống đây. Tháng bao giờ ba coi, con bị con đừng có lắc cái hình để ba xem coi, xuống đây. Ê, lấy lại con nhìn đâu vậy? Để khi cũng đang tích khúc của như mình. Dạ. Yeah. Thì nó có gì đâu, vậy cũng được rồi. Gấp quá. Ôi khô rồi không được, không đâu không bôi được. Nên còn để hình ra đi. Ba nghĩ xấu rồi mà, nhưng mà ba đó là khi mình thấy ra nhanh như mình á. Không sao, đừng lo. Không biết nhiệm vụ này ai giao. Mình thấy sao mình được không anh? Cũng được ha. Lem màu rồi. Thế coi mà coi. Còn 30 giây nữa. Ôi rồi, chắc không phải rồi. Không sao. Được chưa? 4, 3, 2, 1, hết rồi.
Bây giờ phải chấm điểm. Đầu tiên, người chấm điểm chính là những người được khen. Còn thấy là bố đã chấm điểm đẹp và chính xác, đi vào là đạt. Nếu các con thấy là bố của mình làm không đúng và không đẹp thì ghi vào là không đạt. Con cứ ghi gì con ghi. Mình cho chú kiểm tra. Ba con làm hướng có tỉ mỉ. Ba nghĩ xấu không mà. Mình đã đánh giá là bố là hay. Duy đã đánh giá bố Hải là đạt. Mỗi đội được 3 điểm. Còn tiếp theo, các con phải tự đi vào mỗi tiệm tìm kiếm được một người hỏi là trang điểm của con có đặt trong hình không? Giờ ba tiệm uống tóc hả chú ai đi? Ở đây, tất cả các tiệm lớn, thích tiệm nào thì vào thôi. Mặc dù là cái thời gian nó ít, nó không có đủ để mà cho mình chăm chút, nhưng mà mình thấy mình làm được vậy là cũng dữ lắm rồi. Anh nghĩ anh không làm được. Cái hình của anh Hải khó. Cái bước đầu là anh vẽ là nó định hình rồi, nhưng mà lo do mình ráng, mình cố gắng, mình tỉ mỉ, mình làm lại thì lần sau làm nó còn ướt cái cũ, nó lem cái mới, nó lem ra hết trơn. Con có giống gì trong hình này không cô? Dạ có không cô? Sao con hỏi giờ mặt con chi tiết như này đầy trong hình chưa cô? Con chuẩn hình chưa hả? Dạ. Dạ, xin mời cô cho hình. Cô cho con hỏi là cái mặt con trang điểm đạt trong hình chưa con? Nếu mà đạt thì cô đánh dấu đạt con. Nếu mà đạt xin mời chú đánh dấu đạt con. Đạt thì đánh dấu không đạt. Dạ rồi con cảm ơn chú. Ê đi tìm khác rồi, đi tìm này vô rồi. Dạ mặt con cái giống trong đây không cô? Mình, người đầu tiên mà mình gặp ghi cái gì? Ghi đạt. Đạt, ok. Đây là một, đây này. Đây là người thứ hai. Ghi đạt. Đạt, Duy. Trời ơi, con kêu thứ hai. Người thứ hai đạt luôn. Người thứ hai. Còn người cuối cùng. Cũng đạt. Đạt. Cả ba đều đạt. Đạt luôn. Vâng, thì bây giờ xin mời anh với Khách Chi nghĩ sao về với mình là đạt hay không đạt? Màu xanh. Màu xanh. Đạt. Ok. Anh mình một. Đạt hả? 2 3 Ôi. Chúc mừng. Với mình. Trời, chắc không đạt rồi. Duy. Bé Duy. Xin mời anh. Ở đó. Không đạt. Không đạt. Đây được gặp quá rõ không phải người. Vâng, cô gái cuối cùng. Bà bị mất cái hướng này, hướng xử lý này. Làm lại từ đầu rồi. Tháng mai giờ bác coi. Gấp quá. Ôi khô rồi không được, không đâu không bôi được. Con định tính sửa lại mấy cái điểm chấm, điểm màu chấm đó. Ba con quýnh quán vẽ lại đó. Nên ba con làm hướng có tỉ mỉ. Có thử thách mới rồi đây. Thử thách mới đó là cái gì? Hôm nay có cái gì? Wow, thử thách mới tiếp tục. Cha và con sẽ có 2 tiếng để hoàn thành các công việc dựng lều, nấu cơm tối theo được đơn yêu cầu của mẹ. Ăn tối và dọn dẹp vệ sinh. Trong thời gian quy định, đội hoàn thành hết tất cả các công việc được cộng 10 điểm. Nếu hết thời gian mà chưa hoàn thành thì mỗi món nấu được cộng 2 điểm. Nhá, mình nghĩ là mẹ đã dẫn nên nấu những món gì? Mẹ ra thực đơn thì cùng mẹ nấu thì ngon. Mà đôi giờ thấy mẹ nấu con thích nào toàn giống như là canh bầu. Con Duy, con nghĩ là mẹ sẽ cho con đơn gì? Con nghĩ là mẹ sẽ cho con thật đơn là một là nấu canh bí đao. Hay vậy ta. Thứ hai là xà lách rau trộn với thịt bò.
Trời ơi, cụ thể như thế à? Thứ ba là cơm. Thực đơn của mẹ. Mời cầm đi coi. Rất tin tưởng hai cha con sẽ làm rất tốt. Chúc hai cha con thật may mắn và hạnh phúc. Có thời gian vô cùng vui vẻ với nhau. Ba món ăn Minh rất thích. Nhờ ba nấu nhé, bò xào dưa leo. Một canh chua rau muống bào, thịt sườn non chiên xả. Ui giời ơi, đó quá. Anh biết nấu mấy cái món này không? Không. Dạ, hồi xưa lâu rồi thì có làm, nhưng mà lâu quá rồi bỏ rồi. Hồi đức thân vui vẻ. Thôi anh Hải, lúc này là con chết. Mời anh Hải ạ. Ba nấu cơm cho Duy ăn. Và món con thích nhé. Gà chiên, bò xào, củ hành, canh bí đao. Chúc hai cha con đi vui vẻ, cố lên nhé. Trời sắp tới rồi, còn Minh chỉ có 2 tiếng đồng hồ. 3 2 2 1 Bắt đầu! Con bây giờ để rồi ba, con chạy ra ngoài cái chỗ nãy đó. Con đi lấy bình nước, lấy lưng lưng 2/3 bình nước. Con này để ba. Con cứ xách lên đó để cho ba. Dạ. Anh lấy đâu hay vậy? Đi mấy gốc cây. Gặp tao rồi. Con lấy cái thau con chế nước ra. Con rửa con vo gạo đi. Con lấy cái chảo con vo gạo. Rồi cho ba hướng dẫn cho. Ba dạ, ba con lấy đi rồi ba tính. Ba chỉ cho vo gạo nha, ba nhóm củi. Vậy con vo gạo đi con biết không? Ở nhà con thấy mẹ làm hoài cũng biết á. Nè nè, bà chế cho con rồi con vo bằng hai tay nha. Vo gạo đi. Vo rồi chắc nước cho chừng đổ gạo nha. Dạ. Nè phụ chắc. Cái cục xuống dưới này. À dưới đi thôi. Ừ. Dưới phụ chắc. Con lấy nước được chưa? Dạ rồi, lấy đầy bình luôn. Nước này con lấy ở đâu vậy? Dạ trong phòng tắm nãy đi. Ôi chết rồi, coi chừng nước này là nước ấy rồi. Sao có ở đâu ba? Nước không sạch con ơi. Thôi em đi đổi, đi lấy cho mình, đi hỏi mày lấy cho nhanh. Vo gạo sao chỉ con ơi. Đừng có lo, từ từ. Minh, cho mình xin thêm mấy nước đi. Nước mà cho mình xin thêm mấy lít nữa đi, mình giao gạo lên nữa. Nào, rồi coi coi. Trong toilet á. Dạ, con lấy cái giò ở ngoài ha, ở trong. Nhưng lấy bên trong á. Phải không được rồi. Lấy ở đâu ta? Bạn để ba đi lấy. Lấy bên trong đó. Để ba đi lấy. Rồi. Mình lật ra rồi hả con? Lật mấy cái cọng mà nó có đen đó luôn mà. Rồi, dọc cơm trước nha. Con ngắt cái đuôi từng cọng thôi, đừng có nhiều quá. Nhiều quá nó đâu có đứt đâu. Ngắt từng đợt cần cọng một. Sợ chừng phần trải nghiệm mình thua quá ba. Thôi đi coi nhớ trong cặp con nó đem theo đồ ăn dự trữ. Sợ cái đâu đó nha. Bánh rồi trái rồi ăn mì khô, ăn mì sống mấy gói luôn. Có gì đâu, từ này làm phải cấp tốc luôn. Không có nói đâu cần hết đâu. Không cần hết nhưng mà gần hết rồi hả? À vậy hết luôn đi. Nghiên cứu cái cách dựng lều đi. Thôi con không phải chỉ ba, con áo ra một hồi. Hả? Cái gì vậy? Gì vậy? Bây giờ con phải có cái khung trước. Giống như cái tủ quần áo bằng vải đó, hiểu không? Dạ. Rồi xong con dựng cái khung lên, rồi mới phủ cái tấm bạc lên. Đi qua coi trộm, bên đây người ta làm sao. Hello.
nấu lèo chưa? Đang làm nè. Không biết làm sao. Vậy chị cắt đám lèo đi. Chị cắt giùm bạn nha. Hả? Chị cắt giùm bạn nha. Bạn đừng có lo. Trong đó có 4 cái cây á. Trong đây hả? Mình chưa bao giờ mình làm nấu lèo hết trơn. Làm lèo chắc cũng giống như dân mùn. Vậy chỉ mình đi. Bạn biết dân mùn chưa? Chưa. Nè, phải sợ 4 cái gốc nào mà có dây dây á. Mình sợ vô đó. Mà bên mình không có dây. Bạn kia bạn không biết dân mùn mà con có cần chỉ bạn không ba? Con cũng vậy chứ gì. Con cũng không biết vậy. Con không biết dân mùn mà. Không, cái lèo á. Dân cái lèo. Thì lèo. Thì lèo phải một phần là mình phải biết dân mùn. Thôi con không ấy để ba. Con tháo banh một hồi là tìm không ra. Không không biết đường đâu mày. Ba con nhìn chợ bên đây nè ba. Ba ơi. Bây giờ làm sao ba? Bây giờ làm sao? Con giúp con đi để phần đó con làm cho ba. Thôi con làm đứt tay. Mỗi cây ra có 4 cái khoen. Đây ba, quay quay coi, quay coi. Mà không có cái anh khoen. Còn thấy một câu nữa. Cái khoen này là cái gì đây? Không biết nữa là để văng ra đó vậy. Giống như văng mục của ba. Nhưng có cái liền sao ta? Bên kia nhanh quá. Giờ làm sao? Con coi hướng dẫn đi Minh. Hướng dẫn đâu? Trong mấy cái bao đó đó, nãy giờ con sổ ra. Đây nè, đây nè, nhìn hình nè. Nè. Một cây cong qua, hai con cong lại bắt xéo vô. Luồn vô. Mà sao gãy cái, sao con sợ cái cây này gãy, nó gãy một cái. Không sao gãy được, người ta làm sao gãy được. Chị tìm hiểu, giúp đỡ thì thấy mẹ giỏi hơn ba. Ôi, bây giờ thế này nè Duy ơi. Rồi, ba đâu. Nè. Con vịn đây nè, con đứng con vịn đây. Dựng cái chân đập lên nha, giữ đó nha. Cái này chơi cái con. Ở bên kia làm lều xong luôn rồi kìa. Mình chậm quá. Sao hết. Làm xong mình làm. Ba đem vô ba để, ba chờ nó nấu khi cái hồi ba lại. Chờ nó nấu trong khi ba chờ ba dựng lều. Ba làm vậy người ta mới nhanh đó ba. Con phải nghiên cứu cái dù, con coi con cứ làm sao. Làm sao? Mình con thôi Bi. Con nhìn thôi. Đừng có tự hào vậy con quá. Ngon lắm mình ơi. Ngon nhưng mà dành liều xong chưa ba nói ngon vậy. Ba coi coi sao. Ba nghĩ là vậy. Đúc cây, một cái cây nữa vô. Đây, đây, nè, dài nè. Đây. Xả vô. Từ bên đâu? Đây. Đó. Bà con xỏ lần lần vô cho ba đi rồi bà coi vậy. Tiếp, nè, xỏ cái con đây. Ai muốn mở, bạn mở. Đợi cái, nhét vô. Rồi đó ba. Hả? Như đây là hết rồi đó ba. Xỏ nữa, xỏ hết thôi. Đi tới, nó còn con đường đi nè. Con đi, thấy không? Rồi. Thế nào quên rồi. Sao mà mình bẻ cong lại. Kéo. Cảm ơn bạn rồi chích. Xem à. bạn Duy thế nào? Sợ. Cái gì đâu sợ. Con thấy đội bên đây, đội của em đó thì rất là mạnh. Con nghĩ là đội con sẽ tăng cường. Đây. Cái bên này. Duy ơi. Dạ. Dạ ăn cơm nè. Dạ. Được con khúc rồi. Bên kia ba đẩy giùm con đi. Rồi. Tao không được, nó dài quá. Được chứ mình. Còn 1 tiếng nữa. Còn lâu. 6:45. Nhiều khi không kịp, nhiều khi kịp. Mình bây giờ quá dẫn lại. Rồi bới cơm ra từ đi con. Như đây đủ chưa ba? Con ăn bao nhiêu rồi con lấy. Dạ. Nó giỡn mà, nó hầu giỡn không bằng cơm ở nhà. Vậy là được rồi, đừng có đòi hỏi. Nhưng mà nó ngon hơn. Thôi luôn.
Thiên, tôi thấy bà nấu ngon hơn mẹ luôn. Nói thiệt tình là ở nhà anh 20 năm anh mới nấu. Chào cả nhà. Rồi, xin chào. Mình đã có bao nhiêu món ăn rồi? Rồi, đủ hết rồi. Dạ, là như là món gà chiên và... Gà chiên. Canh bí đào. Canh bí đào. À, món thịt bò xào với củ hành. Ăn sườn ngon, thịt ngon chiên xả. Ok, sườn ngon. Thấy, thịt đúng. Thịt bò với dưa leo. Ok, thấy. Với lại canh chua rau muống. Ờ, được quá. Điểm mình nắng chắc rồi. À, anh gọi từ chương trình về nè. Nghe em tí em mời cho hết biết luôn á. Trong từ sáng giờ tốt cả luôn. Bây giờ á, mấy cái món em yêu cầu là nấu xong rồi nè. À, dưa leo. Dưa leo luôn đúng không? Hả? Hiển nhiên rồi. Luôn đúng không? Hiển nhiên rồi. Ngon không mẹ nấu luôn á. Vậy thôi món về ba nấu còn ăn nữa nha con. Thôi ba con có thời gian. Alo cha mẹ. Dạ con đang ăn mẹ. Mẹ nấu ngon rồi mày không? Dạ ngon mẹ. Ngon hơn nhiều đúng không? Dạ. Mai kia mình đi đâu? Vũng Tàu con. Vũng Tàu á, đã quá vậy. Thử thách đầu tiên là vận động. Vận động tháo người, ba con nít ba người lớn đi. Đi thi kéo cây với nhau. Bên mặt quá mà thắng đúng rồi. Không, cái trò kéo co đó mình thua. Thua hả? Ừ. Trời, ăn chơi cái mập mà thua. Cuộn ra tháo ra nhiều đó. Phần thử thách đã kết thúc tốt đẹp. Ừ, tốt đẹp là như thế nào mấy? Nghĩa là cả hai gia đình đều đã kết thúc tốt đẹp đúng không? Thế là được 10 điểm. Gia đình bên anh Hải và bé Duy cũng vậy. 10 điểm. Ừ. Cố gắng lần sau nhé. Bây giờ mày hay nhà. Mày hay nhà về chuẩn bị nha. Ok, sao anh cho nghe. Xin gấp sáng mai gặp lại. Sáng mai. Cố gắng nha các bạn, cố gắng nha, cố gắng thắng tôi nha. Khi tham gia vào cái trong chương trình này đúng là thi là phải mong cho thắng, làm là muốn thành công. Tuy nhiên không phải tất cả lần nào cũng sẽ là cái điểm tức là thành công 100% mỹ mãn và hoàn toàn như thế. Cho nên là mình không đặt nặng cái chuyện luôn luôn là phải thắng, mà đừng bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ thua. Cái thua đó mình sẽ bị chùng bước. Có lúc mình thắng, có lúc mình cũng thua. Thì lúc mình thua thì mình cái tâm trạng mình cũng giống như bạn vậy đó, thấy không? Ừ. Mà cái quan trọng nhất á là mình phải chơi hết mình vui thôi. Mẹ tới ba rồi tới chú mới tới chị hai. Dễ hả? Thương chú trước chị hai luôn hả? Dạ. Trời ơi, ba thương mình quá à. Mình nói tao đó là ba vui nhất luôn. Mình biết không? Ba thương mình lắm. Nhưng mà ba cũng ba, nhưng mà Minh mà biết thương em là ba còn thương Minh hơn. Có một điều ước thì mình ước cái gì? Mình nói nghe đi. Ước hả? Hết nợ. Hết nợ hả? Sao con nghĩ là mình hết nợ? Chứ con thấy nợ nó thấy nó khổ lắm. Cái chuyện nợ gì nè. Chứ con cũng muốn ba mẹ nợ cho tới khi con lớn đâu. Rồi ba hiểu rồi. Vậy nếu nhà ba mẹ trả nợ hết rồi con vui không? Vui. À, đúng rồi, nợ trả lời hết lâu rồi. Đó kia như chưa đi tắm. Thôi mà ra ngủ một tí thì tắm cũng được. Thôi gì thôi, hôm nay khỏi tắm luôn hả? Ừ. Nếu mà không tắm cũng không sao. Chưa chào ăn, chưa tắm. Thôi thì rồi không sao, bây giờ điều kiện ở đây bây giờ mình tắm là không được. Chứ
khó nổi đêm nay không? Dạ nổi. Ừ đấy, chịu khó rít 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 đi nha. Anh em ngủ có gì lát qua quạt cho nha. Dạ. Ừ. Chào quý vị và tất cả các bạn. Bây giờ Adi với May giống như mỗi khi đã thiết kế một cái nhiệm vụ nhỏ. Đúng không May? Adi nói gì mày nghe không rõ. Mình nói bình thường đi được. Nhưng mà bây giờ Hải Gia đang ngủ rồi. Mình còn cách họ 20 mét nữa mà. Trời ơi, ok. Tui mày thôi. Nè mày, đây là cái nhiệm vụ gì? Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ cuối cùng. Thử thách này sẽ phân thắng bại cho cả hai đội. Mình phải giao nhiệm vụ thôi, đúng không? Phải giao cho họ ngay bây giờ. Ừ, thì vào đi. Chào cả nhà. Cả nhà ơi. Ừ. Ngủ rồi à? Ngủ rồi. Ngủ rồi. Thế là bây giờ không được ngủ nữa. Đúng mày ơi, đúng là muốn đi lỗ tai luôn. Đây là phần nhiệm vụ dành cho ngày mai. Thì bây giờ hai trả con có thời gian từ bây giờ phải nhớ bê đủ hết 50 hình và 50 tên của các con cá để ngày mai khi nào thi. Bây giờ thì hai bố con có thể bàn bạc cách nào đó hoặc là có thể tận dụng ngay thời gian rảnh để học luôn. Bây giờ thời gian cho anh và mình học chính thức bắt đầu và hẹn gặp ngày mai nhé. Ok. Cảm ơn. Học luôn giờ được không? Dạ được. Con mệt không? Dạ không. Dạ. Con nhắm con học được không? Dạ được. Được ha. 8, 9. Bây giờ 3, 4 con 5 hay là 3, 5 con 4? 3, 5 con 4. Dạ. 5 con 4 nha. Vậy 3, 5 con lấy 5 tại sao nha. Mình nè. 1, 2, 3, 4. Rồi. Cá mắt trên trời. Thôi bây giờ Phan đi giờ chuyên sâu vào con cá gì. Ba sẽ là người học. Rồi ba chỉ con cái cách học. Thì bây giờ mình sẽ chia loại ra. Hiểu không? Nó có cái gì đặc biệt. Cái đặc biệt đó nó đi kèm với cái tên đó. Cái tên nó gắn với cái đặc biệt đó hình thù như thế nào? Cá bơn. Cá mặt trăng, cá lượn. Cá mặt trăng, cá kiếm, cá lượn. Cái con này thì cũng giống như cái con cá đuối bên cá kia. Cá đuối nhưng mà cái này nó có chấm 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 chấm. Chấm chấm. Mấy con cá này mắc cười quá. Cái chữ cá đó không cần phải nói. Đến khi thi thì mình nói chứ còn bình thường mình vậy.